Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019 thì cũng là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước. Và hôm nay chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình tập trận với Mỹ thì Việt Nam đưa tàu nát, còn tới Trung Quốc thì Hà Nội điều chiến hạm. Hôm nay ngày 2 tháng 9 thì Việt Nam bắt đầu tham gia cuộc tập trận đầu tiên được tổ chức giữa Mỹ và các nước ASEAN. Và cụ thể những hình ảnh đó các bạn cũng bắt đầu được theo dõi ở trong nước và xem nhiều hơn nữa nếu các bạn có thể tra cứu những chương trình và những hãng thông tấn của quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FIFA hoặc Thời báo DE và nhiều trang báo độc lập khác. Và trong thông tin này thì tờ báo cũng đã ghi rõ Hoa Kỳ và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi là ASEAN, trong đó có Việt Nam, hôm 2 tháng 9 đã khai mạc cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Biển Đông. 8 tàu chiến, 4 máy bay và lực lượng gồm hơn 1.000 người tham gia cuộc tập trận kéo dài trong vòng 5 ngày, bắt đầu ở căn cứ hải quân Starship của Thái Lan và kết thúc ở Singapore. Đại sứ quán Mỹ ở Thái Lan nói rằng trong cuộc diễn tập với sự dẫn đầu của Hải quân Hoa Kỳ và Thái Lan được tiến hành ở các vùng lãnh hải quốc tế ở Đông Nam Á, trong đó có vịnh Thái Lan và Biển Đông. Và đương nhiên những cái thông tin này thì báo chí trong nước cũng đang sẽ dần dần đăng tải để các bạn biết được cái thông tin sự thật về cái việc này. Và để có cuộc tập trận này thì đã phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn, cuối cùng mới đến cái thống nhất của những cái bộ trưởng bộ ngoại giao của các nước trong cái phiên họp, những phiên họp trước. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo khi các bộ trưởng ngoại giao họp là quan hệ ASEAN và Mỹ đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Hồi tháng 8 năm 2019, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khi tham gia một cuộc họp với 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, đã giới thiệu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump, một chiến lược được cho là nhằm đối đầu với những thách thức từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung không ngừng gia tăng. Vậy là đây là các bạn có thể xem hình ảnh của các bộ trưởng ngoại giao trong thời gian vừa qua đã họp cùng với cả Bộ trưởng Mỹ. Và như vậy là cái trục Ấn Độ-Thái Bình Dương đã chính thức được Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập, và Việt Nam cũng là một trong những nước bắt đầu tham gia vào chương trình này của Mỹ. Và trong cũng lúc này thì Việt Nam đang bị Trung Quốc ép rất mạnh ở ngoài Biển Đông, với việc họ đã điều rất nhiều những cái tàu hải cảnh hung dữ để hộ tống tàu Hải Dương 8 liên tục hoạt động trong thăm dò đo đạc địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà phía Hà Nội không thể làm gì để ngăn cản được. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trong thời gian vừa qua chúng tôi liên tục chia sẻ cũng như có thể tham khảo ở trên trang Zip China hoặc là trang của giáo sư Matheson của Đại học Hàng hải Hoa Kỳ thì cũng sẽ nhìn thấy là ngày trưa ngày 1 tháng 9 tàu khảo sát dầu khí Hải Dương 8 tiếp tục mở rộng hoạt động của mình đến khu vực bờ biển Việt Nam cách khoảng 83,7 hải lý, có nghĩa là cách bờ biển Việt Nam chỉ có 155 km mà thôi. Như vậy là rất gần Phan Thiết, và nếu để gần lại hình ảnh thì các bạn thấy rất rõ. Tất nhiên những cái thông tin này thì báo chí trong nước với sự quản lý của Đảng Cộng sản không hề đăng tải một cái chi tiết như vậy để cho người dân được biết. Và bất cứ người ngư dân nào nếu họ đánh cá hoặc đi gần qua những cái vùng mà có tàu Hải Dương 8 và những tàu hải cảnh này đang chốt giữ và quần đảo để đo đạc ở vùng biển Việt Nam chuẩn bị thăm dò khai thác dầu khí thì cũng có thể bị những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm và gây ra những cái thương tích cho những người dân hoặc là những người đánh cá đi trong đó. Cho nên các bạn nên đề phòng, phải biết tọa độ của chiếc tàu Hải Dương này và những cái chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đang ở khu vực nào thì để đi tránh khu vực đấy đi. Mặc dù những chiếc tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng các bạn đã thấy Hải quân Việt Nam cũng như tàu cảnh sát biển Việt Nam không thể làm gì để xua đuổi những cái tàu của Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam suốt gần 2 tháng qua. Và dường như là không thể chấp nhận được người đồng chí Trung Quốc của mình, chính phủ Việt Nam gần đây đã phải nhiều lần gửi công hàm phản đối Trung Quốc và cuối cùng họ đã tuyên bố tham gia tập trận cùng với Mỹ. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy Việt Nam tuyên bố tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra thông báo Việt Nam tham gia tập trận với Mỹ đưa ra vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, và ngày hôm nay là mùng 2 tháng 9 thì cũng là ngày bắt đầu tập trận, bắt đầu diễn ra. Thì phải nói rằng đây là một cái bước tiến rất mới của Việt Nam, mặc dù là
hai đảng Cộng sản là Việt Nam và Trung Quốc đều tương đồng thể chế. Thế nhưng giờ đây khi mà Trung Quốc quá đưa ra những cái hành động áp đặt Việt Nam và tìm mọi cách xâm phạm chủ quyền và thôn tính biển đảo của Việt Nam thì chính phủ Việt Nam cũng không thể làm ngơ được nữa, bởi vì trước sức ép của người dân, 90 triệu người dân, trước sức ép của những cựu chiến binh, của những cán bộ quân nhân của Việt Nam luôn luôn mong rằng chính phủ phải có những hành động dứt khoát và rõ ràng với cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam rất nghiêm trọng trong thời gian qua của Trung Quốc. Và nhưng có một điều rất đặc biệt là người đứng đầu của nhà nước Việt Nam, đó là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vẫn có thái độ do dự với Trung Quốc, nên ông đã không đưa ra bất cứ một phát biểu nào khi chủ quyền của đất nước đang bị đe dọa. Và các bạn thấy hình ảnh mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện, đó là việc ông ta thắp hương tại phủ chủ tịch nhân ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng ông ta không hề nói bất cứ một lời nào về việc chủ quyền biển đảo đang bị đe dọa trước người đồng chí của ông, đó là Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã cùng ông Nguyễn Phú Trọng uống trà ngay tại Hà Nội, và hai người đã có rất tâm đắc với nhau. Nhưng khi mà đất nước lâm nguy và thì ông Nguyễn Phú Trọng lại không lên tiếng. Thì đấy là điều rất đặc biệt của những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vì dường như họ có những cái ràng buộc gì phía sau mà không ai biết được. Và ngoài ra thì ngay cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thường xuyên đưa ra những đoàn cán bộ cấp cao ở trong nước sang nước ngoài để học tập, và đặc biệt là trong đó có những cái hoạt động của Tổng Bí thư khi đưa đoàn sang Trung Quốc và ký kết những hiệp định hợp tác với Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Và Việt Nam, đương nhiên trong cuộc tập trận này thì Việt Nam lại không có cử những cái tàu hiện đại, mà chỉ cử duy nhất một cái tàu chiến, một chiếc tàu rất cũ nát tham gia tập trận với Mỹ. Đó là tàu hộ vệ 18, vốn được sơn sửa từ chiếc tàu săn ngầm lớp Ponghang của Hàn Quốc cho Việt Nam vào năm ngoái. Đây, các bạn đã thấy những cái chiếc tàu đấy thì quả thật nó rất cũ. Đây là chính là bài báo này trên báo Công an Nhân dân cũng đã đăng tải là Hàn Quốc chuẩn bị viện trợ tiếp tàu Ponghang với cấu hình vũ khí cao cấp hơn cho Việt Nam, chấm hỏi. Và hiện nay toàn bộ 4 tàu hộ vệ săn ngầm thuộc lớp Ponghang của Hàn Quốc đã được tặng cho các đối tác sau khi nghỉ hưu. Sắp tới nhiều khả năng sẽ là một chiếc thuộc thế hệ Fly 4. Và đây là chiếc tàu mà Việt Nam cuối cùng cũng được tặng, và các bạn có thể tham khảo ngay trên trang của chúng tôi sau đây. Thì quả thật Việt Nam luôn luôn đi tìm cách tìm những cái viện trợ của nước ngoài, mà ngay cả để bảo vệ chủ quyền biển đảo thì họ đã phải đi xin cả những cái tàu cũ nát của những cái nước khác để về chợ cải tạo lại và sơn sửa lại để trở thành một chiếc tàu hoạt động ngoài biển. Thì điều đó rất khó nếu mà Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền của mình. Và các bạn cũng đã biết chiếc tàu Ponghang của Hàn Quốc này đã từng phục vụ khoảng 30 năm trong lực lượng hải quân của Hàn Quốc. Giờ thì nó đã quá cũ và lạc hậu và hết hạn, không thể sử dụng được nữa. Thì Việt Nam lại sang để xin và đưa về để sử dụng. Và hình ảnh mà các bạn thấy chiếc tàu này khi đưa lên chiếc cầu tàu để sơn sửa lại thì nó đã rất rỉ nát, các bạn nhìn thấy rất rỉ. Và ghi rất rõ là chiếc tàu này đã chính thức gia nhập hải quân Hàn Quốc vào năm 1988, nhưng cũng bị cho ngừng hoạt động cùng ngày với tàu Chungking, tức là họ cho ngừng hết bởi vì nó quá cũ rồi. Nhưng mà Việt Nam lại đem những chiếc tàu dường như là sắt vụn này mang về để sơn lại, để ra để bảo vệ chủ quyền và để hăm dọa, để có những cái động thái với Trung Quốc, thì quả thật là rất rất khó với Trung Quốc. Và tất nhiên là việc mà Việt Nam đưa chiếc tàu mà về hưu sang tập trận với Mỹ thì dường như làm cho những người dân hoặc là những cái người theo dõi nghĩ rằng Hà Nội đang lo sợ Trung Quốc tức giận nếu thấy Việt Nam đầu tư vào cái việc hợp tác với Mỹ quá nhiều. Và đây là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam nên suy nghĩ lại. Vì khi một đất nước cường quốc như Mỹ, trong khoảng thời gian vừa qua họ đã liên tục lên tiếng ủng hộ Việt Nam chống lại sự xâm phạm chủ quyền biển đảo của các tàu Hải Dương 8 và những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc khi đi thăm dò trong thềm lục địa của Việt Nam. Nhưng khi mà Việt Nam tham gia tập trận với Mỹ, họ đưa ra những chiến hạm tối tân,
thì Việt Nam chỉ lại đưa ra một chiếc tàu cũ nát như là của xin được của Hàn Quốc về để tập trận với Mỹ. Thì điều đấy có lẽ phía Mỹ và những cái nước châu Âu và những nước văn minh họ sẽ nghĩ không hay về Đảng Cộng sản Việt Nam và về chính phủ Việt Nam. Và điều đó người dân Việt Nam có lẽ cũng không mong muốn là về chính phủ Việt Nam lại làm như vậy, trong khi tham nhũng và nhiều cái vấn đề khác đã làm thất thoát tài sản nhà nước rất nhiều, nhưng Việt Nam lại đi xin tàu cũ về sơn sửa, sơn lại để thành cái tàu chiến của mình. Thì đấy là điều mà cần đáng suy nghĩ và trong thời gian tới. Và điều này thì hiện rõ hơn khi vào tháng 10 năm ngoái, cũng cách đây chỉ có một năm thôi, khi tham gia tập trận 5 ngày với Trung Quốc, thì Việt Nam lại cử một chiến hạm hiện đại hàng đầu của mình là chiến hạm Trần Hưng Đạo 015 số 15 đến Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông để cùng nhau phô diễn. Và hình ảnh đấy các bạn có thể xem ở trên một số cái báo ở nước ngoài, quốc tế cũng đã đăng tải chiếc tàu này. Và trên chiếc tàu rất hiện đại của Việt Nam, hàng đầu của Việt Nam, đó là tàu chiến Trần Hưng Đạo mua của Nga, thì có treo hai quốc kỳ. Mà đấy là một trong những quốc kỳ đó là cờ đỏ sao vàng, và bên là quốc kỳ Trung Quốc, tức là treo cờ Trung Quốc. Các bạn thấy rất rõ trong chiếc tàu này. Đó là bức ảnh chụp vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, trong cái cuộc tập trận với Trung Quốc. Và Việt Nam đã đưa chiếc tàu này tham gia vào cuộc tập trận đó. Và các bạn thấy rất rõ hình ảnh mà Việt Nam đã không đưa rõ ràng hình ảnh mà chiếc tàu này, nhưng mà quả thật là nó đeo cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam. Đương nhiên khi vào với Trung Quốc thì họ phải đeo cờ Trung Quốc rồi. Nhưng việc đưa một chiến hạm hiện đại hàng đầu tập trận với Trung Quốc nhưng lại đưa một chiếc tàu đồng nát, cũng nát, xin được của Hàn Quốc để tập trận với Mỹ, thì điều đó phải khẳng định rằng là cái chính sách và cái đường lối chính trị của Việt Nam thực sự là khập khiễng giữa Đảng và Nhà nước. Có lẽ là không có cái sự phối hợp một cách nhịp nhàng và không tôn trọng phía Mỹ cũng như các nước đang hết sức giúp đỡ Việt Nam để tìm mọi cách để chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Và Trung Quốc thì tất nhiên là qua cái việc mà Việt Nam đưa chiếc tàu đồng nát đó ra tập trận với Mỹ thì có lẽ họ cũng tạm vừa lòng với cái phản ứng của Hà Nội như vậy. Cho nên Trung Quốc đã tạm thời rút, ngày hôm nay đã tạm thời rút tàu Hải Dương 8 cùng 4 chiếc tàu hộ tống đang trực chỉ, đang trong cái giờ này đang đi về phía bãi chữ thập để nghỉ ngơi và tiếp liệu, và có thể sẽ tiếp tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào lần tới. Đây là hình ảnh mà chúng tôi xin cung cấp cho các bạn, hình ảnh mới nhất là chiếc tàu này. Ngày 2 tháng 9 năm 2019, tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hộ tống đang quay về đảo Đá Chữ Thập. Và đây là biểu đồ của chiếc tàu này đang đi. Và các bạn thấy rất rõ, với hình ảnh vệ tinh thu phát được thì chúng ta nhìn thấy rõ. Và các bạn cũng có thể tra trên trang của Zichina Z News là cũng ghi rất rõ cái hải trình này của chiếc tàu này cùng với 4 tàu hộ tống. Thì như vậy tạm thời là những người ngư dân Việt Nam và những người mà đánh bắt cá ở khu vực này có thể bớt đi một mối lo lắng là chưa bị tàu Hải Dương 8 hoặc là những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm khi mà họ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngay trong chủ quyền Việt Nam. Nhưng thời gian tới thì không có gì khẳng định là nó sẽ không quay lại, và cái điều này là sẽ rất là nguy hiểm. Và các bạn cũng đã biết cái đây là hình ảnh chụp từ vệ tinh bãi Đá Chữ Thập. Trong thời gian vừa qua đã liên tục được Trung Quốc cơi nới và xây dựng trở thành một cái khu vực như một cái căn cứ quân sự cực lớn, với đường băng dài nhiều km và có những kho tàng, bến bãi. Và những theo như nguồn tin tình báo của Mỹ thì họ nói rằng là trên cái đảo này thì đã được bố trí những cái hỏa tiễn, tức là những cái tên lửa chống hạm và nhiều cái vũ khí hạng nặng khác của Trung Quốc đã được triển khai ở ngay trên cái đảo này, và rất nguy hiểm. Và cũng có thể ngày hôm nay là ngày 2 tháng 9, cũng chính là ngày mất của ông Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, là một người rất là thân với Chủ tịch Trung Quốc, cựu Chủ tịch Trung Quốc cũ, tức là cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Nên cũng có thể Trung Quốc không muốn gây hấn trong đúng cái ngày 2 tháng 9 là cái ngày mất của ông Hồ Chí Minh, nên họ đã tạm thời rút đi. Thì cái điều này chúng ta phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Và đương nhiên là một mặt khác thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng vừa tiếp tục đưa ra tuyên bố không chấp nhận phán quyết đường chín đoạn của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào năm 2016 dành cho Philippines, nên chắc chắn rằng Việt Nam phải chuẩn bị cho những vụ đối đầu dữ dội hơn với Trung Quốc vào thời gian tới. Và đương nhiên với những cái việc đó thì Việt Nam cần phải củng cố lực lượng hải quân của mình, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược của mình với các nước như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cùng nhiều nước khác. Thì có như vậy Việt Nam mới có thể có hy vọng bảo vệ được chủ quyền biển đảo của mình
và đảm bảo cho người dân của mình có cuộc sống một cách an toàn và đầy đủ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 2/9/2019, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy để lại những bình luận cũng như những nhận xét và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, và hãy đăng ký vào trang YouTube của Thời báo.de, Facebook của Thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, trung thực nhất và đến ngay với các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.